Trong đàn ông phải thế ngày hôm nay là cuộc đối đầu của bốn đội chơi. Người yêu trên sân khấu Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Đôi bạn diễn nhiều nợ duyên Cảnh Tuấn Tâm Tâm. Chị em thân thiết nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và MC Tuấn Anh. Nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc cùng cô bạn diễn xinh đẹp duyên dáng Ngọc Đới. Phái nữ sẽ thấu hiểu và đưa ra thương lượng. Phái nam tranh tài qua năm thử thách hóc búa của chương trình. Ai sẽ chinh phục được danh hiệu My Man Can, đàn ông phải thế? Đến với My Man Can lúc nào Việt Hương cũng chờ đợi quý vị khán giả yêu mến. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có xanh em, lúc nào có người đàn ông. Mà người đàn ông của tôi đâu rồi? Gà nó kêu quá. Vậy cắt cổ chó, nghe kêu chó. Cái gì vậy Thành? Dạ em đang bận tập gym chị. Bây giờ dạo này nói chung là người ta nói là em bây giờ là không còn cơ bắp. Và có bắp không, không có cơ. Giờ phải tập sao cho lên cơ. Em có muốn cái đó là em phải ăn bắp cho nó nhiều. Mà tập gym không có liên quan tới boxing đó. Tại vì cái dòng này là dòng 1 nó liên quan tới boxing. Em vô tập gym mà em không tập gym, em tập bao cát đấm không rồi. Dạ. Một lần nữa Trang Thành, Việt Hương chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình My Man Can, đàn ông phải thế. Chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Các bạn hãy nhớ 21 giờ 10 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình rất vui được sự đồng hành của nhãn hàng sâm Alipass Platinum. Và ngay bây giờ mời quý vị gặp gỡ bốn đội chơi ngày hôm nay. Giới thiệu riêng chút, tại vì tôi chị Mỹ có nhiều cái mối lương duyên dính dáng với nhau lắm. Chị em chơi thân từ cái thời mà Việt Hương chưa nổi tiếng. Và bây giờ nha, trên cuộc đời sóng gió gì, chị Mỹ cũng là người đầu tiên gọi điện cho Việt Hương. Khủng khiếp chưa? Và tôi khẳng định luôn, nếu chị Mỹ đã đóng cái vai đó rồi thì kêu người khác thế hơi mệt mệt. Thì tại sao? Tại vì cái Thoại chị rất là khó. Tại vì Thoại là Thoại Mỹ lần. Dạ. Thấy không? Nói tiếng Việt nói không lợi chị. Chỉ là Thoại theo kiểu Mỹ. Nó khó. Chị ơi, nhưng mà em đồng hành với chị rất là nhiều năm rồi ha, chị em thân rồi. Lý do gì hôm nay lại đi với Võ Minh Lâm, chàng trai đẹp? Dạ. Chị báo cho em. Hai chị em yêu nhau trên những nhân vật thôi, chứ còn ngoài đời là hai chị em kết nghĩa cũng như là chị Thoại Mỹ với lại Việt Hương vậy đó. Mà sao tự nhiên hai mặt tròn tròn bắt đầu giống nhau rồi kìa? Chắc tại là mình cũng có gọi là giống nhau, cũng có số đúng không chị? Chắc là cũng có thần giao cách cảm chút xíu ha. Đúng rồi. Dạ, hy vọng hôm nay thắng mà. Lấy bằng hồi nào không chịu bông báo nè. Đặt tay cho Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Thoại Mỹ quý vị. Bên này là một cái nhân vật mà tôi nói là quý vị ít ai biết, là anh ruột của nghệ sĩ hài Khánh Nam, nghệ sĩ Khánh Tuấn và nghệ sĩ Tâm Tâm. Dạ, tôi báo là lúc mà đi chung với Khánh Nam thì anh Khánh Tuấn được người ta hỏi là anh Khánh Tuấn ơi, ba anh đó hả, là chỉ cha Khánh Nam á. Dạ. Mà em ruột không? Mà em ruột đó. Lúc đó anh cảm giác như thế nào? Cũng không vui mà cũng không buồn. Tại vì câu này quen dữ lắm, ai cũng nói vậy hết á. Anh Khánh Nam á, thật ra anh không phải là già. Anh Khánh Nam là mặt ảnh kỳ thôi. Mà quan trọng bên này người phụ nữ Tâm Tâm. Tại sao đứng kế Tâm Tâm? Là một người phụ nữ cũng hát hay động trời luôn. Dạ tại Tâm với chú Tuấn đi hát chung hai mấy, 21 năm hát chung với nhau không? Lên tới vàng chú rồi. Chú sao? Dạ không phải, tại vì lúc em mất mới hát đoàn Đồng Ấu ra, đi về Quỳnh Long thì được phân hát cặp với chú Tuấn. Thì lúc đó mới có 16, 17 tuổi thì ai cũng kêu chú hết trơn á, kêu chú đến giờ. Anh Tuấn là chú cháu mà, người hát câu đào, người hát câu kép nghe cho nó lạ cái coi. Đúng rồi, có nghĩa là hát giọng cổ phải không? Dạ. Em ơi rồi đây những lúc không có em, áo anh rách dài, có còn ai khâu lại cho anh từng đường kim mối chì. Và những tối trăng lu cắm xuồng đi thăm ruộng, đâu còn có ai ngồi khép nép bên anh để chờ anh chở che từng cơn gió lạnh đêm buồn. Trời ơi, ông để chữ lạnh cho đất ruộng luôn á thiệt á. Lạnh, anh phải để ngoài trời chút xíu cho nó. Trời ơi, anh để chữ lạnh nó hay tuyệt vời luôn nha anh ơi. Cứu lại câu gỡ phụ nữ dập liền.
Bờ dòng sông quê, bờ cây mù u che nắng đợi đò. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, biết ai có buồn và nhớ thương ai. Trời ơi, hay quá ha. Bên em biết sao mà bên cái dòng sản phẩm cải lương á hồi xưa đó, ai hát cũng hay, có cái giọng đặc trưng riêng mà đẩy cái nào êm cái đó à. Thiệt tình. Nói nghe nè, tôi xin cái ban tổ chức cái lòng kiến tôi bỏ hai người vô tôi chưng á. Tại sao giữa một rừng đờn ca tài tử thảy ông MC vô đây? Ông ở đây chi vậy? Tại sao Tuấn Anh lại dính đến chị nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan? Tại sao? Cái đặc biệt cái là chị là nghệ sĩ, nhà Tuấn Anh là MC đúng không? Cái này nó thấy nó hơi sai sai chút xíu á. Dạ. Nhưng mà cái sự đây là gắn bó với chị em của chị là làm việc với nhau cũng là 7-8 năm nay rồi. Chị với em đi nhiều show với nhau á, rồi những cái chương trình từ thiện gây quỹ ủng hộ rồi này kia nọ, hầu như là chị với em là đều có gắn bó với nhau trong cái chương trình đó. Cho nên là chị quý Tuấn Anh ở cái chỗ là cái đức tính. Dạ. Cho nên là chị thương một đứa em trong gia đình vậy đó. Em không có hoạt động trong nghệ thuật sân khấu cải lương nhưng mà em có cái tình yêu vô bờ bến với nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó, em cải lương thì hiện tại là em nghĩ chắc là không đâu, tại vì cải lương mà hát giọng Bắc nghe nó kỳ kỳ. Chơi đi. Dù cho trăng có tàn, sông có cạn, núi có mòn thì em vẫn chờ. Em vẫn chờ ngày anh trở về, mong có ngày đoàn viên sum vầy. Tóc có pha sương vẫn đợi chờ, chờ em cho đến khi hơi tàn sức yếu. Tay ông này ông hát giống như là ông này là một trong những cái người kép mà hát em thích nhất. Cái giọng ông mà mà giọng cao hơi dài nó mới thấy ghét nữa chứ thiệt tình đó. Bây giờ bên này hát đâu coi. Thôi bây giờ em bắt hơi đi chung mình không hát em không hát buồn. Đường lại kinh xa biết ngàn sương gió, chàng mắt vào cho ấm lúc gieo sương. Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nghèo phải thay bằng áo trạng nguyên. Quỳnh ơi dần dật cao tay ta nghẹn ngào muốn khóc, rừng rất lỡ yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn chứ chung tình. Hát hay quá anh Phúc ơi. Hay quá, hát hay lại quên hỏi là tại sao hai người là yêu nhau nào, không thông báo cho em biết. Đây hát chung với nhau, đồng hành với nhau trong nghề nghiệp. Chứ không có yêu nhau hả? Cái đó thì từ từ có chút chút. Có chút chút. Còn bên kia ta có chút chút, bên đây có chút chút không? Thì tự chị suy nghĩ có. Thường là đi mời các bạn nữ theo tôi, các anh vô trong phòng này thì có một cái gọi là thủ tục nhập môn á, thì tôi có bên này có chút chút, còn bên đây đang chờ đợi tới cái chút chút đó thì tôi muốn coi cái cặp này mình thể hiện như thế nào. Cái nhẹ đi anh, không ta tôi kêu tao hung rồi đấy. Anh không lại đâu dễ rồi, lỡ rồi em hung. Dạ sao tôi không bắt đầu yến dạ, yến dạ yến dạ. Cuối cùng có cái ôm. Cảm ơn con ghê không. Yeah. Trời ơi. Thấy ghê đó, thấy ghê quá bác sĩ hở nè. Trời đầu luôn. Mời bác sĩ lên đây. Hôm nay chúng tôi chào đón những bảo vật của cải lương đến đây để tham gia trò chơi, trừ cái ông nội áo đen ngồi lòng số 3. Nhưng mà cũng là bảo vật làng MC. Thì hôm nay đến đây thì các chị sẽ ngồi thương lượng ha, làm sao để cho các anh được chơi cái trò chơi một cách tốt nhất. Thì các anh nào mà được thương lượng thắng sẽ ra thực hiện cái thử thách đó. Nếu mà thực hiện được sẽ nhận trọn số điểm. Còn nếu mà thực hiện không được, số điểm sẽ được chia đều cho ba đội còn lại. Ta bắt đầu vòng 1 với 150 điểm.
những năm tháng trên sân khấu người ta hành hạ mình cái gì, không? Hát người ta bỏ mình sao, ta vũ đạo người ta quên, ta chật mình như thế nào. Hôm nay sẵn việc làm luôn ở vòng đầu tiên, muốn biết là mình chơi cái gì, mời gặp gỡ anh Biết Tốt. Chào mừng các bạn cùng đến với phòng thi chúng tôi và đến với thử thách đôi tay nhanh nhẹn. Hey, xin mời bạn nữ sang bên đây. Chúng ta có thời gian là ngắn dần, các bạn hãy làm sao có thể thu hồi những cái cuộn giấy này càng nhanh càng tốt. Như thế này càng nhanh càng tốt, cứ hỏi vượt trước ngày vật. Càng nhanh càng tốt nha các bạn. Đó, chỉ vậy thôi. Nào, chúc các bạn thành công nha. Các chị thấy thế nào? Bắt đầu từ chị Thoại Mỹ. Chúng ta mỗi một lần giảm là 5 giây. Chúng ta có 2 phút là 120 giây. Ha. Bây giờ cuộn hết 5 cuộn đó, chị nghĩ là chị giảm bao nhiêu giây? Mỹ nghĩ Võ Minh Lâm là người rất năng động, trẻ trung, có sức. Cho nên là Võ Minh Lâm sẽ làm được 5 cuộn trong vòng là 100 giây. Chị cũng có tới 20 giây đó nha. 20 giây 1 cuộn, hợp lý chứ. 20 giây 1 cuộn, chạy cuộn chạy. Còn được. Chị nghĩ anh Khánh Tuấn làm được bao nhiêu giây? Chưa Tuấn nào giờ không có thấy chạy đuôi với ai đâu. Nó chạy nhanh bằng Võ Minh Lâm luôn nữa. Quan trọng cái tay em còn hoạt động được hay không. Nhiều khi cái tay nó bắt đầu quá cầm dĩa cơm nó cũng hơi đâu có nổi dữ hả? Kép lắm á. Ôi đâu có nó nổi vậy. Minh Lâm kìa, Minh Lâm là sủi đơ rồi. Bà ổng còn ngon hơn đó. Trời tới chốn. Tới luôn. Dập. Rồi 95. Thì mình đâu có ngại gì đâu, bên kia tới 20 giây một lần lận mà ha, gan dữ lắm á. Thôi vậy mình 10 thôi. Vậy thì mình còn 85 đi. Không có còn trẻ lắm, tăng động rồi nha. Chị Tuấn Anh bây giờ tôi thấy là bắt đầu qua cái tới cái giai đoạn mà xả mở ra rồi đó. Nên chạy. Nãy chị còn 85 hả? 85. Thôi chắc 80. 80. Chị Thoại Mỹ, 80 giây mà làm 5 cuộn, chia ra một cuộn có mười mấy giây. Được, làm được. Lâm nó khỏe trẻ lắm, cho làm. Mỗi cuộn 16 giây cỡ đó. Mình nghĩ là mình sẽ dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi. Theo một nghệ sĩ Thoại Mỹ bỏ lượt. Tâm Tâm gì? Dạ em cũng dừng luôn. Chị không được dừng, tại vì cái người kia tăng động lắm. Cái người mà người ta bắt đầu, người ta trai trẻ. Không đi, cái tay của ông Phúc nó dài dữ lắm. Thôi Tuấn Anh không bằng đâu. Thôi mấy chị ngưng tại đây đi. Chúc mừng anh Trọng Phúc 5 cuồng với số thời gian là 80 giây. Rồi, rồi chị. Nghệ sĩ Trọng Phúc sẽ phải dùng đôi tay nhanh nhẹn của mình quấn và mang về 5 cuộn ni lông trong thời gian 80 giây. Hãy chờ xem Trọng Phúc có hoàn thành thử thách như lời thách đố của cô nàng Ngọc Đợi không nha. Với thử thách của bạn gái Ngọc Đợi, không biết anh Trọng Phúc cảm giác như thế nào trong lúc này ạ? 80 giây rất là khó khăn, tại vì phải vượt qua trước ngại vật nữa, rồi ba cái cuộn, năm cuộn băng keo mà không biết cách quay, yeah. Không biết cái quấn như thế nào, cố gắng làm. Dập vô anh ơi, mời anh. 80 giây, bắt đầu. Và bây giờ là cuộn cuối cùng.
tưởng nếu như 85 giây anh sẽ được. Trời ơi anh ơi, chỉ còn 2 giây. 2 giây thôi. Từ đó giờ trong vũ đạo cải lương có cái nào mà nó xoay vậy chưa? Chưa. Chưa. Bây giờ mệt lần quá. Đầu tiên. Dạ em nghĩ là đến với My Man Ken, đàn ông đại phải thế của chúng em, Ngọc đợi cho anh một cái thử thách, đó là một cái vũ điệu lạ lắm, cái là cuốn. Sau này có cái chuyện gì mà cuốn anh sẽ làm được. Quá xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là kế hoạch coi như thất bại. 150 điểm chia đều cho ba đội còn lại. Và bây giờ ta đến với vòng thi kế tiếp. Xin mời. Thử thách đôi tay nhanh nhẹn vừa mang lại điểm cho đội thực hiện. Dù vậy, nghệ sĩ Trọng Phúc cũng đã có màn thể hiện lăn xả hết mình. Thua keo này ta bày keo khác thôi. Cảm ơn anh Trọng Phúc. Dạ. Cảm ơn Ngọc Đời đã phân phát cho mỗi nhà 50 điểm. Cảm ơn Tiến đi Mỹ. Khóc. Cảm ơn đợi. Cảm ơn đợi nha. Không sao, đợi. Đợi hãy đợi. Từ từ. Dạ, đợi sẽ được phúc. À, yên tâm. Mới vòng 1 thôi. Không, em muốn đợi điểm thôi. 3-5 điểm vòng 2. Mình làm gì thì gặp gỡ anh biết tốt. Ca sĩ diễn viên luôn thế luôn. Chào mọi người. Vâng, và bây giờ xin phép được giới thiệu đến các chị, các anh trò chơi mới có tên là bún nắp chai. Trong kia chúng ta sẽ có một cái mức khoảng 1 mét và có một cái ô vuông. Em tạm ví dụ là cái ô này đi ha. Rồi, trong vòng 1 phút. Đó, như vậy là tính nè, rất đơn giản. Không tính. Từ cái nắp tới cái ô vuông là 1 thước. Cái ô vuông là được 15 phân vuông. Thành, bún thử rồi Thành. Quá, hay quá dễ rồi. Làm thiệt tình đi Thành. Quá đúng vậy. Cám mức là được rồi. Ê. Anh Biết Tuốt đã nghĩ ra một cái trò chơi thật là đàn ông, nam tính. Và xin cảm ơn anh Biết Tuốt. Dễ không chị Tâm? Bắt đầu từ chị. Nhưng mà em thì dễ, em làm được. Chú Tướng không biết chú làm được không nữa. Chú Tướng già lớn tuổi, đâu cần làm gì đâu, đứng búng thôi à. Đúng không? Cái gì cũng nói ổng làm được, ổng buồn kìa. Bây giờ không làm thì đứng im tại chỗ. Nói vậy lát nữa về ổng buồn khóc rầm. Bắt đầu từ 2 cái trong vòng 1 phút. Bây giờ Tâm muốn tăng mấy cái? 3 cái đi. 3 cái. Chị 3. 4 cái. 4 cái. 5 cái. Mỹ 6 cái. Tâm. Em giận. Giận. Giận cho chắc anh. 7 cái đi. Thôi, em giận. Ngọc đợi dừng cuộc chơi, chị Mỹ. Ngọc đợi dừng cuộc chơi rồi thì Thoại Mỹ sẽ lên 8 cái. 8 cái. Yeah. Wow. 8 cái. Chị chiến đấu đó, còn 2 người. Nổi không Tuấn Anh ơi? Nãy giờ ta dơ 15 cái. 15 cái hả? Dạ. Thiệt không vậy Cưng? Dễ tưng bừng luôn. Dễ tưng bừng luôn. Thôi chị không có làm gì Cưng đâu nha. Không, em nói thiệt mà. Thôi. Em thật lòng. Thôi ngưng. Được. À, chúc mừng chị Thoại Mỹ. Lâm ơi, cố lên nha Cưng. Dạ, với thương lượng là 8 cái nút chai vô cái ô 15 phân. Mời Võ Minh Lâm và chị Thoại Mỹ. 8 cái nắp chai vào đúng vị trí quy định không phải là con số dễ thực hiện. Hãy xem Võ Minh Lâm có bún nắp chai nhanh nhẹn và chính xác trong 1 phút thử thách không nha. Bạn thấy sao? 8 cái nắp chai, bạn thấy bạn có làm được không? Em thấy là tay chưa búng mà tim đã rung rồi. bình tĩnh đi cơ. Dai rộng đúng không? Sức thanh niên. Dạ, làm mà. Cái gì thì được mà cho em búng búng nút. Em thấy hơi bị sai thôi, sai. Cái hành động rất là dễ thương, đó là búng. Thôi ráng đi. Em cứ đứng búng vô tư đi. Chị thấy em cũng ráng mắt là dữ lắm mà. Nè, mà quan trọng là bạn chỉ cần cán vạch màu đen. Ở trên đó cái ô vuông nè. Và chỉ cần cán vạch là chúng tôi tính cho bạn rồi. Hãy yên tâm và bình tĩnh. Vô chúng ta có 1 phút vô chỗ. 1 phút bắt đầu. Ở đây chị vô. Kêu cái tay. Chà chà, tuy rằng trò chơi này không đòi hỏi quá nhiều về thể lực nhưng cũng gây không ít khó khăn cho đội thực hiện, thì xác suất nắp được bún vào đúng vị trí không cao lắm. Trời ơi, ủa? Đáng được. Những chiếc nắp cứ liên tục văng ra ngoài. Thời gian 1 phút đang trôi rất nhanh. Võ Minh Lâm cũng cố gắng hết sức, nhưng có lẽ 8 nắp chai vẫn là một thách thức quá khó. Bỏ nút vô thêm, bỏ nút vô thêm.
Mạnh lên tí xíu, mạnh lên tí xíu. Con cả lên tí xíu. Không, con hai cả. Con thời gian. Đúng rồi, có rồi. Con thời gian. Kể như vũ đạo rất là giỏi. Cho nên chị Mỹ bây giờ cho một chơi của trò chơi đứng bốn công cho ta. Anh đã bỏ qua không đẹp thôi. Chờ đợi số điểm là 600. Cho nên số điểm 300 này tôi dành tặng cho ba nhà. Nhưng mà đâu dễ dàng lấy điểm vậy. Mời ba anh qua đây búng. Bắt đầu. Búng kiểu nữa. Búng vậy mạnh quá. Nè chậm quá đi. Mệt quá đi ra. Không hút rồi. Chậm quá. Anh không có trái à? Trời ơi, có bốn tay trái kìa. Trời ơi, thường ta bốn ngang, ổng bốn dọc, hỏi sao nó đi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, chào đón quý vị đến với game kế tiếp. Kết thúc vòng 2, đội Khánh Tuấn, Tâm Tâm và Tuấn Anh, Phượng Loan đang ung dung dẫn đầu với 150 điểm. Liệu thế trận có xoay chuyển ở thử thách tiếp theo không? Cùng quay lại bàn thương lượng cùng các quý cô nào. Dạ, lần lượt tới ba nhà anh đây. Nhờ anh Võ Minh Lâm búng. Dạ, dạ cho thầy dạ, cảm ơn chị Mỹ. Trời ơi, đồng phục dễ sợ luôn. Làm như bên này làm như có chế độ và sỉ nhục tập thể. Bây giờ tập thể giờ mình có cái gì tập thể tặng tụi em không? Em với Thành là mê kể luôn lắm. Ca một cái đoạn gì mà làm sao bốn giọng ca vàng này phải đẩy vô cùng lúc nè. Em hát trước nha. Em hát bài nào với chị ca bài đó nha. Rồi. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước. Biết bớt nào trong biết sông nào đục biết rồi hãy mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốt nên hình. Mười mấy năm mẹ cưu mang hoàng dương, chưa một lần đền ta nghĩa ơn. Con ơi thì con nên việc thất gia, lòng già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ đến chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Hay quá. Trời rộng nhớ tố nữ luôn á. Chúng ta sẽ có một cái trò rất là dễ thương. Mời gặp gỡ anh Tiết Tuốt. Anh em Tiết Tuốt thì nghe một cô gái đẹp quá. Xin được giới thiệu tới các chị một trò chơi thử trí nhớ có tên là tay ải tay ai. Chúng tôi có 10 cô gái, mỗi cô có một bộ móng tay rất là đẹp và có thể là nó sẽ nhìn tương tự nhau nữa nha. Rất là khó. Đây, em ví dụ. Đó. Đó. Mỗi cô sẽ mặc một trang phục khác nhau. Các anh có 1 phút 30 giây để nhìn và nhớ. Và sau đó có 1 phút để mà đưa đáp án. Và trong vòng 1 phút rưỡi, người đàn ông của mình sẽ nhớ được bao nhiêu cô gái có bàn tay giống như tương tự bồ neo. Là sẽ đúng được bao nhiêu cô? Số lượng ít nhất là từ 2 cô. Cảm ơn anh Biết Tuốt, cảm ơn cô gái đẹp. Dạ, giờ số điểm sẽ là 600 điểm trong vòng này. 600 điểm, hãy thật cẩn thận. Bắt đầu từ chị Phượng Loan. Bắt đầu từ 2 bộ. Dạ. Thì chị sẽ lên là 3 bộ. 4 bộ. 5 bộ. Tâm tâm. Thôi, anh gì tướng em nhớ người mà cái dòng á già già lớn tuổi thay mê người đẹp nhớ dữ lắm. Muốn mê người đẹp. Không lẽ em giờ cuối đời thấy anh Tuấn ngồi ngay phòng ngồi ghế bọc bên đang lên. Trời ơi. Thích cái gì? Thích đủ thứ á. Thích đủ thứ mà không chịu làm. Nhưng mà móng tay chắc không có làm. Tại vì mỗi lần mà cứ thấy em Tết hoặc đi diễn không thì em đi làm móng tay. Em làm nail rồi vẽ thì cái la. Tự nhiên là vẽ ta ta. Nè, cái dòng mà hay để ý móng tay người khác la đó hay nhớ lắm. Hay nhớ cô đó có vẽ cái màu móng tay tôi cũng thích. Nhớ mới la. Dạ em xóa phải không? Em xóa đi. Thôi. Giờ cùng chơi. Chị sao? Em hả? Thôi em dừng đi. Dừng sao mà Lâm ơi sao hả Cương? Em nghĩ dừng là chưa. Chị nhớ em sao? Võ Minh Lâm ra học tuồng rất là nhiều. Cho nên là bây giờ cái này bất ngờ quá. Võ Minh Lâm sẽ không thể nào mà nhớ kịp. Thôi để xin cho Cương chơi.
Trời đất ơi. Rồi, cố lên Tuấn Anh ơi, không gì coi nhẹ là à. Coi nhẹ là một câu chuyện. Nó tự nhẹ là một câu chuyện. Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Chúc mừng Tuấn Anh với thương lượng của chị Phượng Loan là 6. Rồi các chị, dàn MC Tuấn Anh sẽ có 1 phút 30 giây để ghi nhớ kiểu trang trí móng tay của 10 nàng công chúa xinh đẹp trong thử thách tay ải tay ai. Đến với đàn ông phải thế, những người đẹp trai, sáng sủa hay ngắm gái đẹp như Tuấn Anh thì tôi yên tâm là bạn sẽ vượt qua số lượng là 6 bạn, phải không ạ? À? Bạn có bị áp lực gì không? Em nghĩ là khi đã là thử thách đưa ra thì chắc chắn có những cái bẫy ở trong đó và cũng khiến cho người ta cảm thấy khó khăn. Nhưng mà thường thường ngắm gái đẹp là sẽ nhìn mắt, nhìn môi, nhìn da, nhìn tóc, nhìn dáng chứ lắm khi mà nhìn vào cái móng bạn tay. Bạn phải hiểu, người ta nói câu, ông bà có câu, cái răng, cái móng là gốc con người. Cái móng. Ngang ngược thiệt. Anh không nhận em ngang ngược, đọc hay thiệt. Với lại thường á, con gái gặp mắc cỡ á, việc gì, nhào lên cắn móng tay. Thì cái móng tay sẽ là cái ấn tượng nhất, đúng không? Cho nên là hãy cố gắng. Chị của mình đã cho ra số đó thì mình cố gắng lên ha. Đàn ông phải tế, ngắm 10 cô gái đẹp của chúng tôi. Bắt đầu. Lên đây, có quyền ngắm. Thằng trai vàng vàng có 1 phút, sau đó bạn sẽ quay lại. Trong vòng 1 phút đó bạn chọn 6 người mà bạn nhớ 6 bộ móng, đưa họ tới tấm bảng móng chúng tôi đã để sẵn rồi ha. Bây giờ bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ. 1 phút bắt đầu, mời bạn. Nhìn kỹ cái bảng này. Bảng nào? Rồi xong. Chạy, chạy nhanh bạn, có 1 phút thôi bạn. Nhanh lên. Cầm cái hộp đưa lên luôn. Em nghĩ là cái bảng nào em cầm lên đưa lên luôn. Bảng nào mới được. Bảng thứ hai. Bảng thứ đây, hai. Đây, em đứng bảng thứ hai. Lấy cái bảng, cái bảng đây, đây. Cầm cái bảng đưa cho ta luôn em. Cầm cái bảng đưa luôn, chạy lẹ. Nhanh lên. Chạy lẹ. Lẹ lẹ lẹ, đưa lại đi, đưa lại, em ơi hết giờ, đưa lại. Và cái móng vào nhá. Đây đưa đó. Lại, đưa lại, đúng rồi, đưa lại đi em, hết giờ. Lại đi, một người nữa đưa lại đi con, đưa lại đi. Đưa lại, hết giờ. Và chỉ có 5 người thôi, nhưng mình vẫn phải coi đúng hay sai, chỗ đã ha. Biết đâu đúng, mình cổ vũ, sai mình làm nhục. Ừ. Hết giờ, thôi bạn, số 1. Số 2, bộ bóng của ông. Quá giỏi. Bộ thứ ba bánh lọt. Bộ thứ 4 râm biển. Vô luôn. Số 5 gạo lứt. Mời bạn ra đây. Tôi báo cho bạn biết vì thời gian hạn hẹp, chứ cho bạn chừng 5 giây nữa tôi nghĩ là bạn sẽ kiếm được người thứ 6. Nếu như còn thời gian bạn bóc được một người nữa, bạn bóc ai? Bạn bóc lên coi. Rồi. Thử nha. Coi có đúng hay không nha. Đúng không? Đúng rồi phải không? Và mời bạn tháo găng tay. Bỏ ra. Đúng không ạ? Đúng luôn. Đây là chị Loan là điều hợp lý. Chị tin em, nhưng mà tại vì thiếu thời gian thôi. Dạ. Cái công nó đi lại nó mất quá. Không sao, cuộc đời ai cũng vậy, ai cũng thiếu. Không thiếu gì hết, chỉ thiếu thời gian thôi. Ai cũng vậy hết. Dạ. Cho nên, số điểm sẽ thuộc về 3 nhà. Mỗi nhà 200 điểm. Đã chưa mỉm cười với cặp chị em thân thiết Phượng Loan, Tuấn Anh ở thử thách này. Cục diện trận đấu ngày càng gay cấn hơn rồi. Thử thách 4, hứa hẹn cũng hấp dẫn không kém đâu đây.
cho đến thời điểm hiện tại thì nói chung là hiện nay gia đình của chị Phượng Loan với lại chị Thoại Mỹ là đang ở trong cái diện dạ nghèo. Có đó giảm nghèo. Nghèo, nghèo. Em cần có đó giảm nghèo ạ. Thành thử ra bây giờ dòng chót là 1200 điểm là phải giành giật cho bằng được. Sống còn hay không là ở khu vực này. Nhưng tất nhiên hai người ít điểm, mình phải lo lắng nhưng mà phải có chiến thuật. Bởi vì tôi thấy một người ăn không ở rỗi đó là anh Tuấn. Bây giờ có 50 điểm. Hai người cũng làm gì trơn. Bây giờ nè, bên chị Tâm Tâm là chắc chắn là vô vòng trong rồi. Thì cái bây giờ mình phải cho cái cơ hội để ba nhà này ta đấu với nhau. Chuẩn bị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi chót. Trước khi đến vòng đặc biệt, dạ anh biết tuốt, mời anh ra. Chào mừng các bạn cùng đến với thử thách sau, có tên là trà sữa trân châu. Đây, cách chơi như sau. Bạn nữ hãy giúp cho bạn nam bỏ một trái vào đây. Trái trân châu. Hãy cố gắng giữ thăng bằng và giữ cho trái trân châu không rớt ra. À, vượt trước ngại vật nha. Chúng ta có 2 phút để thực hiện. Hãy mang thật nhiều trân châu vào ly. Một trái, thế là xong. Chúc các bạn hãy mang thật nhiều trân châu. Chúc thành công. Chào. Kỷ niệm hồng trà trân châu đã ùa về. Nhưng trong đây ai cũng giỏi về nghề hết. Vũ đạo rất là giỏi cho nên cái giữ cân bằng rất là giỏi, không có gì khó khăn hết. Ha, cứ giữ nằm trong đó, đừng để lắc qua hai đầu là không rớt thôi. Bắt đầu từ Ngọc Đời. Em 3. Chị Phạm Mỹ. Phạm Mỹ 4. Tắc tâm. Em nghe lời anh Thành, em dừng. Nhường cho ba người chơi. Hợp lý. Thế chị hả? Thôi chị dừng đi. Sao dừng sớm vậy? Dừng sớm vậy. Lý do chị dừng. Bây giờ chị nhỏ điểm nhất mà chị còn dừng nữa. Cơ hội nào cho chị sống sót đây? Tại vì Tuấn Anh cái này sẽ không được khéo rồi. Trời ơi, Tuấn Anh nhảy đành đạch cho kia kìa. Nhảy đành đạch được. Thôi cái gì nhảy đành đạch. Nghe lời chị đi, chị biết em mà. Quyết định dừng. Vậy có nghĩa là chị phải cho cơ hội hai người còn lại, người ta có cơ hội ta chơi. Ừ, cảm ơn chị. Ngọc Đời thì sao? Ngọc Đời. Em hả? Bao nhiêu? Em 5. Em thì 5. Wow. Bây giờ 120 giây, 6 là 1 cái tới 20 giây. Đẩy luôn chứ. Chơi luôn. Có gì đâu để mất. Chị nhỏ điểm nhất. Chơi luôn. Bên kia người ta ngừng rồi. Mấy? 6. 6. Em dừng. Chúc mừng chị Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến với mai em xem đàn ông phải tin. Dạ ơi, thân thiện. 6 viên trân châu được mang về đích trong 2 phút. Võ Minh Lâm đang có cơ hội lần 2 để gỡ điểm. Nhưng anh có chinh phục được thử thách khó nhằn này không đây? 6 trái dễ ẹt đúng không? Mà thấy dễ không? Em thì em hên xui lắm anh ơi. Trong đường vũ đạo đi. Nãy giờ con mình bạn chưa ca đó, bạn ca cũng rồi, ca câu vừa ca vừa múa tôi coi coi. Phu nhân. Ủa phu nhân gì? Tức giận quá tôi biến làm mồi cho lửa đó. Để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước qua hùng. Hôm nay có đã có vũ gì vậy? Không có gì hết. Hùng. Ừ, rồi, rồi. Anh trong đó. Ừ. Nhớ nha, 2 phút. Được rồi, chắc phải có cái nụ hôn để mà lấy rồi, tinh thần. Rồi, chị chạy tới ôm hôn cái để tinh thần coi. Lát cho Cương nha. Bây giờ bỏ 2 cái, hôn lại 2 cái, không quề được. Hôn cái rồi. Rồi, ok. Hãy thật bình tĩnh, thoải mái nha. 2 phút, bắt đầu. Thoải mái, chậm, chậm mà chắc, chậm mà chắc. Vô nhẹ nhàng thôi, chậm mà chắc. Để ngang ngang á, Lâm ơi, để ngang, cái tay ngang ngang. Để tay cân bằng là... Để cái tay cân bằng cái ống lại. Ê, vô con, vô luôn. Rồi, chắc, chắc, chắc. Tay cân bằng, tay cái tay, để chính giữa. Rồi, để luôn nè. Rồi, cân bằng. Đi nhanh hơn xíu. Bước đi nhanh hơn xíu, di chuyển nhanh hơn xíu. Thảy qua luôn, thảy qua luôn, thảy ra luôn. Thảy ra luôn. Chạy về đó, thảy đổ lại. Rồi, đi nhanh hơn chút. Đi nhanh hơn chút. Rồi, tới đổ lại. Trời ơi, quan quý. Đổ ra ngoài, đổ ra ngoài. Đổ ra
liên tục làm rơi hai quả ra ngoài. Anh chàng có vẻ mất bình tĩnh rồi. Cố lên Võ Minh Lâm ơi. Rồi nhanh. Bình tĩnh nha, bình tĩnh mới được. Bạn bình tĩnh mới được, không được nhanh. Nhẹ nhàng, thoải mái, nhẹ nhàng, chậm rãi, có chừng. Cân bằng, hết sức, nhẹ nhàng, đúng rồi, kịp, kịp, thoải mái, tập lý, kịp là kịp. Tay chốt, thời gian chỉ còn vài giây, quả cuối cùng này có về đích kịp lúc không đây? Bình tĩnh càng tốt. Thưa quý vị, chúng ta có một sự suýt sao ở đây. Nếu như Võ Minh Lâm chỉ còn 2 giây nữa là hoàn thành phần thi, thì hồi nãy cũng 2 giây nữa, anh Trọng Phúc cũng xém hoàn thành phần thi. Tất cả đều nằm ở những giây chút xíu một xíu thôi là cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Và tổng số điểm đem về cho gia đình này hoàn toàn chính xác 1.200 điểm. Như vậy chúng ta chào đón đội của chị Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm và Khánh Tuấn, Tâm Tâm vào vòng thi đáp biệt. Chào và tạm biệt hai đội, anh Trọng Phúc và Ngọc Đợi, cũng như chị Việt Loan và Tuấn Anh. Với ý chí, tinh thần quyết tâm chơi hết mình, đội Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ đã vượt lên dẫn đầu với 1.450 điểm. Quý vị và các bạn đã đến với vòng thi đặc biệt của chương trình My Man Can. Và hiện nay thì chúng tôi đã phát cho hai cô gái hai cái vật thể khá là dễ thương. Chúng ta muốn biết là tại sao họ có được hai cái vật này thì gặp gỡ anh Biết Tuốt nha. Xin chào các bạn, chúng đến với thử thách cuối cùng, đó là thử thách đồng vợ đồng chồng. Nào, hai người phải đứng như thế này nè và không được để cho quả bành rớt xuống. Bắt đầu đi. Chúng ta có 2 phút, đội nào mang được nhiều nhất thì đội đó phải chiến thắng. Trái phải, cẩn thận. Trái, đoạn này đoạn nguy hiểm nhất nè. Cẩn thận. Rồi, đây, trái, phải, đến đúng vạch. Thì bạn hãy cho bạn vào đây, hãy chạy về. Thật là cố gắng để mà chiến thắng nha các bạn. Bây giờ, kỳ này là chúng ta đồng hành cùng nhau đúng không ạ? Ha, anh bước trước rồi nàng theo sau. Hãy nhớ là cẩn thận với cái bông tuyết này. Khi các bạn rớt xuống, chúng tôi sẽ hỗ trợ lụm lên bỏ vô đây. Ai nhiều trái thắng, có vậy thôi. Và 2 phút, mời các bạn vô chỗ. 2 phút, bắt đầu. Quả là một trận đấu cân tài cân sức. Hai cặp đôi phải di chuyển trên cùng một tấm ván và mang tuyết về đích. Không chỉ đòi hỏi nhiều về thể lực của người nam, sự khéo léo của người nữ, mà còn là sự đồng tâm hợp ý của hai đội chơi. Cặp của Thoại Mỹ, dạ đừng có quan tâm cái cục đó, đừng quan tâm, lo đi đi, đừng quan tâm. Từ từ nha, không có gì phải gấp hết. Hiện giờ ai hợp lý hơn? Sau một hồi thực hiện, hai đội chơi đã dần phối hợp ăn ý hơn trong từng bước đi. Nhưng chắc có lẽ cả Khánh Tuấn và Võ Minh Lâm đều đã thấm mệt. Dù vậy, họ vẫn rất quyết tâm giữ vững tinh thần, mang tuyết về đích để giành chiến thắng. Hết sức bình tĩnh. Đúng rồi, hết sức bình tĩnh. Đúng rồi. Quá giỏi. Hết sức bình tĩnh. Trời ơi, bên kia phối hợp mọi người một cái chén. Quá hay. Thank you.
5 và Khánh Tuấn bao nhiêu nha? 1 + 1 = 2. Hai thêm 2 là 4. Mà 4 với 4 với 1 là 5. 5 trai banh hết rồi. Hết rồi. Đây, bên đây. À, bên đây có bộ nhiều nha. Dạ, bên đây gia đình ấm êm hạnh phúc. Dạ. 1 2 3 4 5 và quan trọng 6. 6 bên. Yeah. Thắng rồi. Chào đón gia đình Thoại Mỹ và Võ Mỹ Lâm bước vào vòng đặc biệt của Mai Man Ken, đàn ông phải tin. Quý vị và các bạn mới như vậy là nghệ sĩ Thoại Mỹ và Võ Mỹ Lâm sẽ nhận được giải thưởng Mai Man Ken, đàn ông phải thế ngày hôm nay và tiến thẳng vào vòng thi dành cho 4 đội chiến thắng. Giải thưởng 50 triệu. Wow. Và lúc đó nghệ sĩ Thoại Mỹ sẽ chơi Minh Lâm thương lượng. Thó. Nhưng đến với đàn ông phải thế, cũng cảm ơn anh Khánh Tuấn đã quá sức đàn ông. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Cảm ơn chị Tâm Tâm rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ có một cái món quà để chào đón bạn bước vào vòng đặc biệt. Cảm ơn. Chúc mừng bạn. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:10 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Sum Olympus Platinum. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.